Ê, tình hình thế nào? Chị đến rồi. Đã đến được đòi tiền. Đã đến hẹn rồi đấy. Trả tiền người ta đi. Đây, tiền của anh đây. Đủ chưa? Anh đếm lại đi, tôi đếm đủ rồi đấy. Bon Bon TV. Chị ơi, sao đây em? Keo tóc em hết rồi, chị mua cho em lọ mới đi. Hôm rồi chị vừa mua cho em sao nhanh hết thế? Em dùng hết rồi, chị mua đi. Đi học em không có, em không chịu đâu. Chơi suốt ngày tóc tai chẳng đẹp tí nào ấy. Thôi đẹp vừa thôi. Suốt ngày đòi hỏi chị cái nọ cái kia. Nhưng mà bọn nó đều có mà em không có à? Em không chịu đâu, chị mua đi. Ừ thì chị mua. Ở nhà đợi chị nhá. Nhà đang trông em đây. Đấy chưa? Em đến giờ mà đi học đi nhá. Về trông nó mà để em đi chơi. Chị về rồi. Chị về rồi à? Của em đâu? Đây. Ôi rồi, đúng là em thích rồi. Loại mới nha. Chị ơi. Ừ. Chị ơi. Đi lên ra tận huyện chị mua đấy. Thơm thế. Chị ơi. Đấy. Thử gìn vào nhá. Cái này đang ngon. Sao đấy. Em? Chị ơi em đi học đây nha. Ừ em đi học đi. Bó cặp vào đây đi học đi cho đúng giờ. Nha. Rồi, đeo cặp vào đi. Chị đeo cặp cho. Đây đây đây. Đi học đi. Đi học tốt nha em nha. Vâng ạ. Ừ. Chào chị. Thơm thế. Thế em không đi học à? Mà cứ ngồi xịt mãi thế. Hôm nay em đi chơi rồi. Ơ kìa. Học hành không học suốt ngày chơi với bời cái gì? Cái gì? Mệt người. Đi chơi. Ơ cái thằng này. Chị mua đồ về cho em để em đi học cơ mà. Mà em không thích đi học. Em chỉ thích đi chơi thôi. Em không đi học thì sau này em đi làm thế nào được? Thiếu gì việc làm. Người ta không học người ta vẫn giàu ấy thôi. Sao em lại có cái tư tưởng như thế à? Em nói rồi em không thích đi học đâu. Không khác đi đi. Chị bảo rồi đấy, cố gắng ra mà học. Nhìn em Bon kia kìa, học hành lúc nào nó cũng học cả ngày cả đêm. Mình thì lớn rồi, suốt ngày chỉ có chơi bời, đòi cái nọ, đòi cái kia. Học thì nó có được cái gì đâu, suốt ngày học, mệt hết cả người. Thôi, chị không nói nữa, cười. Chị này. Sao? Có keo rồi đấy. Nhưng mà lát em đi chơi chưa có giày chị ạ. Lại giày nữa à? Hỏng rồi. Chị nhớ là chị vừa mới mua giày cho em cách đây có tháng mà sao đi nhanh hỏng thế? Hôm trước em đi trời mưa nó bị hư rồi. Thôi được rồi, để chị đi mua cho. Tí nữa chị đi mua. Thật đấy, chị nói thật đấy. Ừ. Tí nữa chị mua cho. Nhưng mà nhớ về phải đi học nhá. Đừng có đi chơi nữa đấy. Để con phải xem xét. Chị ơi, em đi học về rồi. Em về rồi. Chào anh, em chào chị. Ừ. Học về rồi. Về rồi. Cất cặp đi em. Hôm nay đi học có vui không? Có. Thôi bây giờ ăn cơm nhá. Vâng ạ. Ăn cơm đi, em đói không? Ồ, bữa nay chị không nấu cơm. Nay chị làm cái món này ăn cho nó nhanh. Chị ơi, em ăn cái xúc xích. Ừ, em ăn xúc xích đi. Anh ơi, anh bóc cho em. Thơm thế. Gì đấy? Ai đấy nhỉ? Chị Vinh thế nào? Anh là ai đấy? Cô hỏi em cô ấy. Sao nợ nần tính thế nào đây? Khi nào thì giả? Ai nợ ai? Cô hỏi em cô ấy. Sao em? Như này là như nào? Hôm trước em đi chơi thiếu tiền em vay người ta. Hôm nay thiếu tiền chị giúp em với. Em
em làm chị buồn quá đi thôi. Chị đã dặn rồi, học hành cho nó tốt vào, không chịu học cái gì suốt ngày chơi bời. Đấy bây giờ em thấy chưa, tiền đâu mà trả cho người ta. Chị ơi bóc em đi. Chị ơi bóc cho em. Lần nào cũng nốt lần này, lần nào cũng nốt lần này. Bao giờ thì là lần cuối cùng đây. Chị giúp em đi, nốt lần này thôi chị. Thế nó nợ bao nhiêu? Bán cái nhà này đi chắc không đủ tiền đâu. Cái gì cơ? Tùng, người ta nói có thật không? Dạ, người ta nói thật ạ. Trời ơi là trời, bây giờ cả như ba thì em có mỗi cái nhà. Giờ làm sao? Tại mấy lần đi chơi em vay người ta nhiều lần quá, không bây giờ không có tiền trả. Chị đau đầu với em quá đi. Thôi được rồi, chị em bóc cho em. Chị giúp em đi, người ta đòi rồi. Bây giờ như này nhá, trong vòng một ngày nếu cô không lo được số tiền đấy cho tôi thì cậu ta sẽ phải đi theo tôi, không lý do gì hết. Thôi được rồi, mai tôi sẽ trả tiền cho anh. Tiền nào mà trả? Em đi vào nhà đi, chị sẽ giúp em lần này. Ok, tôi chờ đến ngày mai. Chào. Thế bây giờ như nào đây? Giờ chị bán nhà nha. Không, nếu mà bán nhà thì chị với thằng Bon ở đâu? Ra ngoài đường mà ở à? Ở đâu thì ở, chứ bây giờ em đi theo người ta, lỡ nó làm gì thì sao? Bây giờ thì cách khác đi. Nó về nó hành hạ, nó đánh đập thì làm sao, có chịu được không? Chị bảo rồi, chị đã dặn rồi. Học hành cho nó đâu vào đấy đi, không học cứ suốt ngày chơi cái nọ chơi cái kia. Đấy, bây giờ em thấy rồi đấy. Giờ ba chị em có mỗi ngôi nhà thôi. Thì giờ chị phải bán nhà đi mà lo cho em chứ gì nữa. Giờ có mỗi ba chị em với nhà mà để em như thế à? Em đi, hay là để em đi làm thuê giúp người ta nhé. Em thì làm được cái gì, học còn chả nổi nên là làm, có học thì mới làm được việc chứ. Em xin lỗi chị, em biết lỗi rồi. Chị ơi giúp em đi, đừng bán nhà. Chị mệt quá đi. Ở nhà đi, đấy chị đi lo việc. Chị đi đâu? Đi kiếm tiền chứ đi đâu. Chị đi đâu mà lâu về thế? Chị về rồi. Chị kiếm được tiền chưa? Chị không kiếm được ở đâu cả. Chị quyết định bán nhà rồi. Bán nhà? Bây giờ chúng ta thì ta ở đâu? Ở đâu thì ở. Bây giờ bán nhà để còn cứu em chứ, bây giờ em đi theo người ta thì làm nào, lỡ về nó đánh đập, nó hành hạ thì sao? Em xin lỗi chị. Bán nhà được nhiều tiền. Đồ đi trả nợ. Thôi ra ăn cái gì thì ăn đi. Không, em không còn tâm trạng để ăn cái gì hết. Ê, tình hình thế nào? Đến rồi. Đã đến rồi, đòi tiền. Đã đến hẹn rồi đấy. Chị trả tiền người ta đi. Đây, tiền của anh đây. Đủ chưa? Anh đếm lại đi, tôi đếm đủ rồi đấy. Rồi, cảm ơn. Lần này tôi tha cho em cô nhé. Chào cả nhà. Em cảm ơn chị. Nếu không có chị thì em không biết sống sao bây giờ. Từ nay em có nghe lời chị không? Có, từ nay em sẽ không chơi bời lêu lổng nữa, để chăm lo học tập, để sau này nên người, không chơi nữa. Nhớ em chưa? Em nhớ rồi, anh chưa phải... rồi. Anh phải giống em. Mày cố gắng học tập đi. Anh cũng sẽ cố gắng học tập để sau này lo cho mày nữa. Thôi bây giờ anh cứ lo cái thân của anh trước đi, anh không phải lo cho nó nữa. Từ lần sau mà cứ đòi hỏi với chơi bời lêu lổng không chịu học thì liệu đấy, nhớ chưa? Dạ vâng. Ở nhà đấy chị ra ngoài đồng vâng. Học đi. Để em ra đồng giúp chị nhá. Thôi ở nhà học bài đi.
Em ăn đi rồi mà vào học bài. Anh ơi bóc cho em. Các bạn hãy đăng ký và chia sẻ kênh của Bon Bon nhé. Hẹn gặp lại các bạn.